Lần đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi eo đưa chơi miền Tổ quốc. Và qua đây xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua. Cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em cảm ơn và những lời gợi ý chân thành cũng lời động viên của các bác và kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay là ngày 17 tháng 1, em xin hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Ticlic và với model là SL PS860. Đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở tỉnh Yên Bái đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,8 triệu đồng và đã được em bao ship. Hôm nay nó vệ sinh xong và em làm cái video test để cho bác chủ được biết, cũng như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1994. Với giá xưởng của nó là 54.800 biên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Nó sở hữu mặt phay nhôm được sơn đen, size ngang của nó 43 cm, chiều cao của nó 12,5 cm và chiều sâu của nó là 34 cm. Chiếc đầu này nặng 6 kg. Mắt đọc thì nó dùng mắt đọc và mắt từ. Đấy. Và có giải mã của hãng mát. Đấy. Nó đời mới mà. Và chức năng nữa là chức năng cờ A cho chất âm rất là sạch sẽ, trong sáng và chi tiết. Đấy. À, cửa đĩa thì dòng đời mới được thiết kế ở giữa này, rất là hiện đại, nhìn rất hiện đại và đẹp mắt. Đầu được thiết kế rất là chắc chắn. Phần dưới này, ngoài phần khung sắt dưới ra thì nó phủ thêm cái lớp nhựa ở phía đáy này, thêm một đường viền kè này, rất là sang trọng ạ. Đấy. À, về phần là ngoại hình thì em quay chi tiết để cho các bạn xem. Hôm nay thì về tình trạng rất là mới ạ. Mới luôn. Quay chậm các bạn thấy đây nó có một cái vết vết sứt nhẹ. Còn là lắp lưng bên trên. Mình trên cạnh trên đẹp, đây có những cái vết xước nhỏ đấy ạ. Này. Đây. À, chân giắc alloc được mạ vàng và nó có đường cổng quang da. Model đây ạ, model của nó là SLPS 860, điện 100V, công suất có 14W, sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan đấy ạ. Đây cái vết xước ạ. Ở dây nguồn rời. Đây. Ở CD máy của nó này 0E5DD07526 nội thất của em này thì rất là mới luôn. Đây em mở cho bác xem. Mới. Đây ạ. Rất là mới. Nguồn được bọc một lớp nhựa để chống nhiễu. Rất là kỹ càng. Cơ thì chắc chắn êm ái. Này vì mạch Technic này. Đấy. Linh kiện cao cấp thôi nhá, máy móc zin nguyên bản, mặc đọc theo máy luôn. Đấy. Sử dụng mắt từ đó này, mắt từ chân tay từ rất là ổn định. Đấy. Không kén đĩa. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái chức năng hoạt động của chiếc đầu này cho bác được thưởng thức. Và hôm nay thì em cũng test chiếc đầu này với chiếc âm ly Victor GAS51 có cả tuner kèm theo, giá là 3,8 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho bác nhé. Và hôm nay thì em test với đôi loa calip KG2, một bát 20 và một jack đôm dạng kèn và một bát mường phía sau để cho bác thưởng thức cái chất âm. Em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Hôm nay em cũng xin test một cái CD bằng phôi sao chép này để cho các bác được thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa.
Thank you.
Em xin phép được dừng ở video tại đây. Thì trước đầu loài em đã bán với giá là 1,8 triệu đồng rồi, và còn em còn nhiều đầu CD khác của các hãng như là The Long Sony Technic, Yamaha. Bác nào mà có nhu cầu xin hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào, hẹn gặp các bác ở video sau.